Ok, người anh em Thiện Lành, hôm nay hai anh em mình sẽ ở đây thì nó rất là nhiều rác, nhiều cỏ, nhưng mà hôm nay thì anh em chúng tôi chỉ có nhặt rác ở trên thôi, có nghĩa là ni lông, có thứ những cái gì bề nổi thôi. Bọn tôi cũng không có thời gian để mà một ngày làm được hết cái đấy. Có nghĩa là những cái gì bề nổi bọn tôi sẽ cho vào trong cái túi thế thôi. Bây giờ là người anh em Thiện Lành cũng lấy một cái túi đi, lấy cái túi đông ấy, làm cái gì đó từ giờ đến đầu kia. Chiến đi xuống bắt đầu dưới để cho mọi người nhìn biết là cái khối lượng Bao công việc. bao lại bao này luôn hả? Đúng bao này luôn, mỗi người bao, tớ cũng bao, cậu bao, anh em Thế làm việc. cho tất vào một luôn hả? Không không phân à? Tại vì cái này là tất cả đây đều là ứng. Người chia nhau mồm này. Đấy, mọi người thấy, bây giờ anh em tôi chỉ thế thôi. Còn cái cỏ này, mình nói thật với các bạn nhé, cỏ này thực ra ấy, nếu mà dùng bằng tay mà làm, người ta gọi là nếu mà giờ chúng ta bây giờ sau khi nghiên cứu về trên không gian mạng cũng như là ở ngoài đời đi hỏi những người có kinh nghiệm ấy, thì mình biết rằng 100% ấy, thì nói thật với các bạn, nếu mà chúng ta không dùng máy, máy đây máy cắt cỏ ấy, nó có cái lưỡi chà thì để mà ấy cỏ này thì làm này rất là lâu, nói thật sự các bạn. Ở đây thì mà mục đích thì anh em làm để cho sạch là một, thứ hai là hiệu quả công việc đấy. Nếu mà anh em nào hiện tại đang kinh doanh những cái mặt hàng liên quan đến vấn đề, đặc biệt là liên quan đến vấn đề các cái máy cắt cỏ ấy, nếu mà ở Hà Nội ấy, nếu mà cho chúng mình mượn được thì bọn mình sẽ gọi là mượn cho bọn mình làm, cho mình giả lại thôi, chứ bọn mình cũng không không mua. Bọn mình sẵn sàng quảng cáo cho cửa hàng các bạn, tại vì những người ta, những ai mà tài trợ ấy, thì trong tất cả các nguyên tắc nào thì mọi người đều có thể là đưa lên cửa hàng, tên cửa hàng, số điện thoại, và đôi khi mình làm video review luôn những sản phẩm chất lượng của các bạn thì nó cũng hay. Nói chung hai bên đều có lợi, win-win. Tại vì bây giờ mình mới, bọn mình mới làm, bọn mình cũng chưa có kinh nghiệm về máy móc ấy. Nếu bây giờ mua cái máy này chẳng hạn nó hỏng ngay thì cũng phí tiền ra đấy. Còn nếu các bạn nào mà có tâm ấy, nếu mà donate chẳng hạn ấy, tài trợ cho anh em hay các tổ chức nào ấy tài trợ, thì mình ghi cái email ấy, cứ gửi email vào anh em mình ngồi nói chuyện cụ thể công việc, hoặc là mình để cái QR code ấy, về cái số tài khoản ấy. Nếu mà thầy cứ, nếu muốn giấu mặt thì cứ gửi về thôi, mình công khai. Riêng cái này là việc việc tốt, mình công khai ai ấy thì mình ấy mới công khai, trả lại thì cũng chỉ là một cái quỹ thôi, và công tác xã hội thì mình thuê người được càng tốt nhiều người. Hiện tại bây giờ chỉ có ba anh em, một người thì công tác về kỹ thuật, về một anh em Thiện Lành thì cùng mình chỉ có hai anh em thôi, thì chắc chắn công việc nó tốt. Còn mình rất mong, nói chung là khi gọi rác thì lúc nào cũng chả có mùi ở lấy việc chấp nhận, không thì đeo cái có khẩu trang anh đeo không, anh không cần, anh cố gắng quen thôi chứ đeo vào khó thở đấy. Tất cả những, nói chung là mình làm đây, anh em làm đây được mong ước là mọi người gọi lan tỏa, cái sự lan tỏa quan trọng các bạn. Tại sao mà lan tỏa nó, bây giờ anh em cứ xem đấy, khi có người đi làm này, mình làm đây là những công việc mình khẳng định luôn là công nhận, không vì gọi là bất kỳ một cái mục đích gì liên quan đến vấn đề gọi là tiền bạc cả, có nghĩa là có công vô xá, vô vị lợi cả. Nhưng mà vấn đề là nếu mà có được cái giữa tiền bạc để mà thuê người này thuê người lọ, có công cụ máy móc thì nó sẽ nhanh hơn, làm được nhiều nơi hơn, tốt hơn. Chứ không thì bây giờ đi này thì chỉ mỗi một ngày, bây giờ bọn mình chỉ bỏ được 2 tiếng thôi, còn đi lại nữa thì nó cũng chỉ đạt được cái gọi là túc ta túc tắc. Chiến ra quay người anh em Thiện Lành đi.
Việt Nam Clean Up nhé, các bạn nhớ cái từ khóa đấy. Chân thì lúc nào cũng thế, lấy hết rác đấy, rác bề mặt đấy. Xong đấy là mới ở dưới, xong làm sạch mặt đường nữa rồi. Đây chắc phải 3-4 ngày. Quá nhiều trời luôn. Nói chung là từ bây giờ cứ như chúng ta đi tập thể dục thôi mà. Ngày chúng ta bỏ ra thời gian đi tập thể dục thì chúng ta đi làm này cũng là chân tay thì khác đi tập thể dục. Khi mà chúng ta dọn những cái bẩn ở trên ấy, là mình khẳng định với quý vị là nó đã sạch hơn một tí rồi. Đây là do người ta cũng, mình tin rằng là người ta cũng vứt một góc thôi, nhưng mà do gió chứ, nó tự nó cũng chuyển đi. Thì lâu ngày không có người gọi là, các bạn cứ xem nhé. Ở đây là cái khu đô thị, một khu đô thị Xuân Phương, Xuân Atico, Xuân Phương. Xuân Phương, Vân Canh. Khu đô thị Vân Canh. Xuân Phương ở trên đây là Vân Canh. Thì nó có nhiều biệt thự lắm, biệt thự bây giờ bỏ hoang. Biệt thự ma luôn. Đây, góc đường kia kìa, hôm nọ mình anh em làm ở đối diện bên kia đấy, đối góc kia kìa. Đầy luôn biệt thự ma. Không ai ở. Chưa chỉnh sửa luôn. Thủng luôn, giá thủng đáy luôn. Mọi người muốn đầu tư về đây đầu tư, cách trung tâm Hà Nội cũng gần đấy, mười mấy cây số đấy, gần 20 cây số. Nếu mà đối với đô thị nước ngoài thì nó thật với các bạn thì ở nước ngoài 20 cây số chả là gì cả. Lái ô tô tí đến nơi. Có kiến đấy. Kiến hiền lành. Mình không phá ổ. Theo như người anh em thiện lành bảo rồi. Đối với kiến ấy, nếu mà chúng ta không phá ổ của nó thì kiến nó sẽ không tấn công chúng ta. Đấy. Theo kinh nghiệm của người anh em thiện lành, nó sẽ làm bạn với chúng ta. Mình không biết đúng hay sai. Anh em nào hiểu về cái đấy thì nói nhé. Chứ ở đây mà có máy móc các bạn thấy không? Thì cũng chả đáng bao nhiêu đâu. Đầu tiên chúng ta cứ nhặt hết những cái bẩn rác bẩn này, nổi trên bề mặt này, xong chúng ta dùng máy móc, mà có máy xịt nữa thì ôi trời. Nói chung bọn mình thì nó thật cũng chả cần nhiều đâu, một máy thổi lá này, máy cắt cỏ này, vài cái lưỡi này, và một cái máy phun áp lực. Tính ra mua cũng chả mắc đâu, tổng vệ sinh nếu mà mua máy tốt thì lắm mình khoảng tầm 8 triệu. Ba thiết bị rồi. Nhưng mà anh em thì đều đã bỏ công bỏ sức rồi. Thì hy vọng là cùng tất cả mọi người chung tay vào thôi. Cùng nhau gọi là chúng ta chung tay bảo vệ môi trường, chung tay gìn giữ cái Hà Nội
đầu tiên Hà Nội. Mình đặt tên cái tựa đề là Việt Nam Clean Up ấy. Dịch ra có nghĩa là Việt Nam dọn rác, làm sạch. Có thể mai sau mình sẽ làm một trang web của DCMD sẽ có cái phần Việt Nam Clean Up. Bọn mình sẽ viết những cái đề tài. Trong những lúc ở đây này, mình có lúc đang đầu óc đang nghĩ. Nếu có bạn nào kỹ sư, bác nào đang có đề án mà làm những cái máy dọn rác, anh em mình kết hợp kêu gọi tài trợ để mà cùng các kỹ sư để làm ra những cái máy mà vừa nhanh, giảm sức lao động mà có hiệu quả thì tuyệt vời. Giống như nhiều cái chương trình của thế giới, trong đó có của các bạn trẻ nước ngoài ấy, các bạn đã làm ra cái máy mà thu gom rác ở các dòng sông ấy, cả bờ biển ấy. Hay lắm. Ở Đà Nẵng ngày xưa mình nhớ là có cái máy thu gom rác ở bờ biển cát đấy. Còn ở trên cạn thì mình cũng chưa thấy đâu, thấy con người. Ok, bây giờ mọi người chú tâm nhé, anh chuyển quay mọi người anh em làm. Nhưng mà tâm sự được, tâm sự biết. Chắc chắn là giờ phút này các bạn sẽ thay nghe nhạc và bọn mình sẽ hành động rất là nhanh. Tăng. Thông cảm nhé, tại vì sao có một người thì dùng cái tóc, một người thì ấy tay, thì người anh em chuyện lành là không quen mà thích cái kiểu truyền thống. Mỗi người ta thích cái cách làm việc khác nhau là hiệu quả nhất là được. Còn mình thì béo, thật là do về cái tạng người. Các bạn thấy không, bụng thì to, cúi xuống thứ nhất là cũng hơi mệt, thứ hai là nó không tiện. Cố gắng nhiều năm làm việc như này thì đến một cái tuổi ở đó thì Dương có một cái cơ thể nó đẹp như em Chiến biệt phái, thì cameraman thì lúc ấy sẽ rất tuyệt vời luôn, một công đôi việc. Chiến người đẹp lắm, body đẹp. Mà có bạn gái nào 40 nên là hiện tại giờ vẫn làm công tác gọi là xã hội nhiều quá, chưa dành gọi là khoảng không gian thời gian dành cho cá nhân. Bạn nào cần tìm hiểu thì cứ email comment ở trong kênh. Đôi khi cũng giới thiệu về thành viên tí để nhớ có em xinh đẹp xinh tươi lại cùng sở thích. Sao? Mình có tâm bốc cái gì đâu. Mình thật bề mặt thôi. Nhìn bề mặt thì đẹp thôi, nhưng mà ở dưới có nhiều đít.
nói với cả quý vị, nếu mà ai những người quan tâm đến anh em thì hiện tại bây giờ là đang mọi người đang kinh doanh liên quan đến vấn đề cây, lấy tên gọi là cây đời, ở địa chỉ 39 Trần Bình. Đấy, số điện thoại thì mình đã đi ở dưới đấy, chuyên những cây liên quan đến vấn đề phong thủy, cây văn phòng, cây trang trí, kể cả thiết kế vân vân vân, có hết. Thì đó là những cái nguồn lực, nếu mà mọi người ủng hộ mình thì cũng có chi phí, bởi vì tất cả những cái đấy, mục tiêu của cây đời thì cũng dành một khoản rất lớn, 50% chi phí. Sau khi trừ chi phí, lời là để dành cho công tác để phi lợi nhuận này. Đấy. Anh em nào mà có điều kiện hay muốn chơi thì cứ liên lạc thôi, bên anh em sẽ tư vấn rất là hết mình. Mình cho chạy cái dòng ở dưới các bạn đọc nhé. Đấy, và mai sau là khi làm tất cả những cái gì xong mà mình muốn làm những cái dự án cung cấp những cái, để những cái cây đấy vào những cái khoảng dọn xong ấy, thế là anh em lại đặt cây vào nữa cho đẹp, làm đẹp luôn. Đấy, được sự cổ vũ cũng như là tài trợ của mọi người, hay là có kinh phí khi mọi người mua cây ủng hộ thì bọn mình sẽ làm thế, làm cái bức tường xanh. Không những là chỉ dọn dẹp xong đã đẹp rồi, lại còn làm được những kiểu cảnh đẹp nữa. Đấy là cái dự án bọn mình chạy dài như vậy, mong muốn là như vậy. Cho nên tại sao mới kết hợp với cả cây đời là vì vậy. Anh Chiến là chủ cây đời, là một trong những chủ của một vài cái nhà vườn showroom, nhớ đặt ở cây đời thì đặt ở Trần Bình. Đặt những cái cây nhỏ hơn họ, còn lại cái vị đó ở nhà vườn cái vị đó. Mong mọi người ủng hộ. Mọi người không ủng hộ được về tài chính, không ủng hộ được về mọi thứ nữa thì mọi người share, like thôi, được rồi. Share ủng hộ anh em. Kể cả tiền nếu chẳng may mà kiếm được từ YouTube ấy, mình cũng trích 50%. Xong khi trừ chi phí hết vào đấy để làm công tác luôn. Nói chung là tất cả để làm công tác gọi là liên quan đến vấn đề phi lợi nhuận này. Hầu như hết là sẽ có những kế hoạch như vậy. Hôm nay mình sẽ nói nhiều là vì các bạn thấy là mình mong là cái video nó không bị nhạt quá, cố gắng nói nghĩ đâu nói đấy, mong mọi người ủng hộ. Trong lúc làm này thì nói nó cũng vui, người làm người mỗi người đều có công việc hết. Mỗi người thì có cách. Khi mà mình chỉ cần mới dọn rác nhé, có nghĩa là mới cứ dọn những cái rác trên bề mặt thôi, là mọi người đã thấy không, là cái mức độ nó sáng sủa của cái con đường nó đã khác rồi. Đấy, nó sẽ thấy một màu xanh của cỏ, cái cỏ mọc trên đất này trên vỉa hè thì nó không đúng nguyên tắc rồi. Đấy, thì mai sau lại sẽ cắt đợt tối mà qua. Còn nếu mà không có đồ dùng thì bọn mình vẫn làm kia thôi, cứ làm từng ô một thôi, mỗi ngày cố gắng bỏ ra làm một ô một thì nó mất rất nhiều thời gian. Ví dụ như này bọn mình có máy móc thì có 2 ngày 3 ngày là bọn mình làm xong. Mỗi ngày 2 cho mỗi ngày 1 tiếng. Tại vì mỗi người phải có cuộc sống riêng ấy, chứ không phải là chỉ có công việc này. Người cũng phải đi làm kiếm tiền. Nhưng người anh em chuyện lành thì vẫn phải chạy Grab để kiếm tiền. Đấy. Mọi người anh em chuyện lành. Ai mà ở Cầu Giấy cần anh em chuyện lành chuyển vận chuyển thì cứ gọi điện. Mình trên cho số điện thoại của anh em chuyện lành. Ai có việc cả. Chứ không phải là chỉ có việc này không.
dành buổi trưa. Ăn xong nghỉ tí đi. Làm công tác gọi là có ít thì không ít. Để cắt cỏ cũng dùng. Ngày xưa mình nhớ nhé, đây câu chuyện ở nước ngoài ấy, mình có một nghề cắt cỏ, làm vườn một cuối tuần ấy, đi phụ giúp lương cao phết. Miễn nhiễm. Đi cái giày này là có tác dụng miễn nhiễm. Đây anh em thấy đèn vơ này phát không để đấy kia. À, cái cỏ này. Cỏ giả này. Khi mà chúng ta chỉ nhận bề mặt thôi là chúng ta thấy đẹp chưa? Sạch chưa? Hôm nay nhá Tiến nhá, hôm nay cả anh em tự lành này, anh làm đúng đến cái góc cây không? À, ok. Làm một lửa góc cây thôi. Tiến ơi, xong rồi mai mình làm tiếp đến góc kia. Đi rồi bên anh em kéo một phát, hôm nào cũng là mình mới làm cỏ hết. Đấy, cái đi. Ô, đến cây này rồi. Không, mình sẽ đến cây kia, tại vì cái đoạn kia tí tẹo. Nhìn thấy rồi, mình ít nhanh. Ok, 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 ok. Quyết định về đi, cứ thế mà làm.
À, ok. Nói chung là anh em mình ý, muốn làm một cái gì đó để mà lan tỏa. Cái lan tỏa ở đây rất quan trọng. Thì tất cả những cái điều mà anh em bọn anh em mình đang làm hiện tại bây giờ ấy, nó là một cái công chuyện, một cái công việc mà cũng như là một cái công tác gọi là thiện nguyện ở một tỉnh Hưng Hòa, nhưng mà nó là không lợi nhuận. Tại vì sao? Là vì mình muốn lan tỏa rằng là mỗi người chúng ta có một tí ý thức thôi. Thì là chắc chắn là đường xá Việt Nam mình sẽ rất là đẹp, sẽ rất là xanh đẹp và không có rác như này, và môi trường rất quan trọng cho sức khỏe của tất cả mỗi người chúng ta. Không, môi trường ô nhiễm thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Thì đó là điều mà anh em mình muốn làm, muốn lan tỏa, muốn chia sẻ, mong mọi người ủng hộ. Và tất cả những cái gì thì đến cái cuộc sống này thì nó chỉ là tự nguyện thôi chứ không chả ai bắt ai cả. Nhưng mà hy vọng rằng là có những anh em cùng sở thích, cùng đam mê, thì mình để cái số điện thoại ở dưới thì các bạn liên lạc, hoặc là tốt nhất là các bạn đừng liên lạc điện thoại, tại vì đã là công việc, đã là những cái gì nghiêm túc hãy gửi email. Đấy, mình biết rằng là anh em thì nhiều lúc gọi điện thoại nhanh hơn Zalo đấy, thì ok mình sẽ đưa số Zalo cho anh em ở dưới đấy. Anh em cứ liên lạc, ví dụ anh em không gọi được thì anh em cứ nhắn tin thôi, cứ nhắn tin kiểu gì cũng người trả lời. Tại vì một buổi tối về là sẽ kiểm tra check cái số đấy, tại số đấy số hotline của kênh mà, thì chỉ check thôi. Những tin nhắn, tại có những tin nhắn ủng hộ, tin nhắn ủng hộ, tin nhắn nó tích cực hay tiêu cực, thì chính vì điều đấy anh em đừng có lạ là khi thấy anh thấy cũng trả lời ngay nhé. Bởi vì mỗi người đều có công việc cả, kể cả email cũng vậy thôi. Đấy, thôi ok, thì hôm nay mình cũng chỉ muốn nói câu chuyện đó và tiếp tục làm việc tiếp. Và chuyến đi một dọc, chuyến xem là khi mà từ lúc đầu nó như thế nào đây, từ đây ngược về chuyến xe. Đấy, không tí nữa chúng ta quay lại phát nữa thì sẽ thấy là nó rất là sạch sẽ. Đấy, khi mà chỉ mới là nhặt ở trên thôi nhé, mới chỉ là bên đầu thôi. Gọn gàng các bạn. Gặp rồi, có gặp hơn tay nhặt nhanh hơn. Ok. Thì mai kia đoạn ít, mai còn lại. Oh, yeah.